Thưa quý vị, ngày 26 tháng 6, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị đã xác minh, làm rõ và đang phối hợp xử lý hành vi bệnh hoạn của một chủ nhà trọ tại phường Yên Nghĩa khi cố ý lắp camera quay lén vào phòng tắm của các nữ sinh. Trước đó, ngày 22 tháng 2 năm 2023, chị Y, sinh năm 2004, quê Bắc Giang, đến thuê phòng trọ tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông để sinh hoạt, học tập. Ngày 18 tháng 4 năm 2024, chị Y phát hiện trong phòng tắm có lắp một camera tại vị trí dưới đèn nhà vệ sinh. Sự việc sau đó được trình báo đến Công an quận Hà Đông. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an quận Hà Đông triệu tập chủ nhà trọ là ông N, 58 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân để làm việc. Tại cơ quan công an, chủ nhà trọ khai nhận do muốn xem lén người thuê phòng trọ tắm nên tháng 6 năm 2023, ông ta lên mạng xã hội đặt mua 3 bộ camera về lắp vào phòng tắm của các phòng 401, 402 và tầng 5. Ông N khai thường xem trực tiếp hình ảnh quay lén các khách nữ thuê trọ trên điện thoại hoặc lưu trên ứng dụng của camera để xem lại. Những hình ảnh video trên, ông N cam đoan không phát tán, chia sẻ cho bất kỳ ai hay đưa lên mạng xã hội. Tại cơ quan công an, ông N nhận thức hành vi vi phạm của bản thân. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Hà Đông xác định hành vi của ông N trong vụ việc nêu trên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mà chỉ đến mức xử lý vi phạm hành chính về hành vi thu thập trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác. Ngày 27 tháng 5, Công an quận Hà Đông có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông ra quyết định xử phạt ông N 12,5 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng buộc ông N hủy bỏ thông tin cá nhân là các video, hình ảnh lưu trong điện thoại di động. Ngày 26 tháng 6, liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines xách tay hơn 11kg ma túy bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 3 năm 2023. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố 318 vụ án và 961 bị can về nhiều tội danh, thu giữ 319kg ma túy, số tiền giao dịch hơn 28.000 tỷ đồng. Liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không xách tay ma túy từ Pháp về Việt Nam, đến nay Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 318 vụ án, 961 bị can về các tội sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời xử lý hành chính hơn 80 người liên quan như không tố giác tội phạm, tàng trữ tiền giả, đánh bạc và cướp giật tài sản. Lực lượng chức năng thu giữ 319kg ma túy tổng hợp các loại, 12 khẩu súng, 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn và nhiều tang vật có liên quan. Ngoài ra, công an còn làm rõ số tiền giao dịch trong đường dây này lên đến 28.000 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 16 tháng 3 năm 2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép hơn 11kg ma túy được cất giấu trong 157 tuýp kem đánh răng chứa hơn 11,2kg ma túy tổng hợp. Tuy nhiên, cảnh sát xác định 4 nữ tiếp viên biết các tuýp kem đánh răng chứa ma túy, do vậy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trên vào ngày 22 tháng 3 năm 2023, đồng thời khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm người có liên quan. Qua điều tra, công an làm rõ nhiều đối tượng lợi dụng người Việt Nam học tập định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam. Vụ cháy nhà 2 tầng ở phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên khiến 2 người thiệt mạng vào sáng 26 tháng 6, được xác định nguyên nhân là do cháy phòng thờ. Theo cơ quan chức năng, căn nhà 2 tầng được gia đình chị Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1981, sử dụng vừa để ở và đặt văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại Bồ Đề. Công ty này chuyên kinh doanh online sản phẩm vòng tay và hương trầm. Có thể theo thói quen sử dụng nụ trầm hương xông đốt hàng ngày của gia đình dẫn đến cháy ban thờ. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, tại thời điểm xảy ra cháy nhà 2 tầng số 88, ngõ 379 tổ 3, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Trong nhà có 6 người, gồm 2 vợ chồng chủ nhà, con trai của chủ nhà sinh năm 2004, cháu của chủ nhà sinh năm 2011 và 2 người giúp việc của gia đình. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ hỏa hoạn,
vào lúc 4 giờ 25 phút ngày 26 tháng 6, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thái Nguyên đã có mặt dập tắt đám cháy và cứu nạn. Đến khoảng 4 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6, lực lượng chức năng đưa hai vợ chồng chủ ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh. Hai vợ chồng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, tuy nhiên đều không qua khỏi. Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Nguyễn Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các phòng, ban, đơn vị của thành phố đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng động viên lực lượng chữa cháy, thăm hỏi thân nhân gia đình nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. Thưa quý vị, vào chiều tối 25 tháng 6, cột khói to, đen đặc kèm theo tiếng nổ đã bao phủ cả một vùng thuộc xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Khu vực đó ở gần đỉnh đèo, nơi cách khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, khoảng hơn 100 mét, thường xuyên xuất hiện những đám khói lúc đen lúc vàng đặc, kèm theo mùi khét lan cả một vùng khiến người dân lo lắng, bất an. Hiện tượng này được người dân xã Thượng Bằng La và những người thường đi qua lại đèo Lũng Lô thuộc quốc lộ 37 phản ánh. Trong thung lũng nhỏ nằm phía bên phải theo hướng từ Yên Bái đi Sơn La, màu khói bụi thay đổi khác nhau vào từng thời điểm. Lối vào khu vực xuất hiện khói đen được bịt tôn kín và khóa lại. Đặc biệt vào chiều tối 25 tháng 6, cột khói to, đen đặc kèm theo tiếng nổ đã bao phủ cả một vùng. Ủy ban Nhân dân xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái xác nhận có sự việc này và cho biết đây là nơi đốt rác thải công nghiệp của một đơn vị, nhưng chỉ diễn ra từ năm 2023 trở về trước, năm nay thì không có. Còn cụ thể đốt cái gì cũng như các vấn đề liên quan xã không nắm được và vượt thẩm quyền của xã. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục tìm hiểu và làm rõ. Một nữ bệnh nhân sau khi cắt thận lấy sỏi tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội thì bất ngờ phát hiện ra đây là khối giả u thận do miếng gạc phẫu thuật bị bỏ quên trong bụng sau cuộc mổ 14 năm trước. Trước đó, bệnh nhân nữ 66 tuổi được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội với chẩn đoán u thận trái. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng chẩn đoán hướng đến khối u thận, sỏi đài bể thận tái phát sau mổ lấy sỏi 14 năm trước. Bệnh nhân sau đó đã được phẫu thuật gỡ dính, cắt thận lấy khối u và sỏi thận. Tuy nhiên sau mổ, bác sĩ phát hiện mặt cắt khối u màu vàng, chính giữa mủn, trắng, có chứa dị vật là các đoạn chỉ, sợi ngắn màu trắng như gạc. Bệnh nhân cho biết từng phẫu thuật lấy sỏi thận trái cách đây 14 năm theo phương pháp mổ mở. Từ kết quả giải phẫu bệnh và tiền sử phẫu thuật của bệnh nhân, bác sĩ khẳng định đây là khối giả u thận do dị vật là gạc còn sót trong ổ bụng sau cuộc mổ 14 năm trước. Tiến sĩ Nguyễn Việt Hải, chủ nhiệm khoa tiết niệu trên, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, khối gạc giả u này là diễn biến qua nhiều năm, phản ứng viêm, sơ hóa xung quanh, hoại tử, thoái hóa. Sợi gạc bị tiêu biến dần nên không dễ dàng phát hiện. Bệnh cảnh lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh này dễ khiến thầy thuốc chẩn đoán là khối ung thư hoặc có sỏi thận. Chỉ khi bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn thận mới được giải phẫu bệnh chẩn đoán là khối sơ viêm, thoái hóa, hoại tử giả u do dị vật. Vị tiến sĩ này cho biết thêm đây là trường hợp hy hữu, bệnh cảnh rất hiếm gặp và gây khó khăn trên đánh giá chẩn đoán hình ảnh, đưa ra chẩn đoán không chính xác trước phẫu thuật.